Đây là những hình ảnh và cũng là nghi thức từ biệt anh Giuse Lương Quang Huy ở bên Đài Loan. Và sau nghi thức từ biệt này thì linh cữu của anh sẽ được đưa vào lò hỏa táng. Sau đó người nhà cùng với bạn bè sẽ nhận cho cốt của anh và đưa về Việt Nam để an táng nơi quê hương đất tổ. Một chàng trai mới có 23 tuổi, anh Giuse Lương Quang Huy là một người thanh niên to cao, mạnh khỏe. Anh đang học tập, sinh sống và làm việc ở bên Đài Loan. Anh vẫn mạnh khỏe và vẫn làm việc như bao ngày khác. Ấy thế mà, chỉ qua một biến cố, chỉ qua một cơn đau, anh đã bị đột tử và anh đã vĩnh viễn ra đi. Một chàng trai mạnh khỏe bỗng trở thành một hũ tro cốt, bỗng trở thành một đống tro tàn, một người con bằng da bằng thịt, bỗng chỉ còn lại là những mảnh xương vụn mà thôi. 23 tuổi, anh đột ngột ra đi, để lại nỗi buồn, nỗi đau, nỗi tiếc thương vô hạn. Anh vội vã ra đi, để lại cho bao người phải xót xa, phải ngậm ngùi. Những người có liên hệ với anh khi còn sống đều ngỡ ngàng trước sự ra đi quá đường đột của anh. Tin anh Giuse Lương Quang Huy đã đột ngột ra đi đã làm cho những người thân yêu của anh vô cùng đau đớn, vô cùng xót xa. Mới đây thôi, anh vẫn còn điện thoại về thăm hỏi những người thân trong gia đình. Anh còn nói cười một cách rất vui vẻ, rất vô tư. Ấy thế mà, đùng một cái, anh đã ra đi. Thật đúng là sinh có hạn tử bất kỳ. Và giờ này thì cho cốt của anh đã về đến Việt Nam. Những người thân yêu của anh đến đây đón anh rất đông. Ai cũng bùi ngùi, ai cũng xúc động. Lúc anh ra đi, anh là một con người mạnh khỏe như bao thanh niên khác. Nào ngờ ngày anh trở về, bố mẹ anh gào khóc đến thảm thiết. Mọi người ai cũng khóc, ai cũng thương, ai cũng vô cùng đau đớn. Không ai có thể nghĩ được rằng ngày anh trở về, mọi người đã đón anh trong hoàn cảnh này. Đón anh về trong tiếng gào khóc, đón anh về trong sự đau đớn, đón anh về trong sự tiếc thương vô hạn. Tất cả mọi người có mặt nơi đây, ai cũng bùi ngùi, ai cũng xúc động, ai cũng nhớ thương, ai cũng đau đớn, ai cũng xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của anh. Anh ra đi nơi xứ người. Ngày anh trở về, đáng nhẽ mọi người phải vui mừng, hân hoan, vui vẻ để đón anh về. Nào ngờ, ngày anh trở về, trong tiếng gào khóc, đến thảm thiết, đến thất thanh của bố mẹ anh. Và không đau đớn sao được, khi người con trai của mình, khi người thân yêu của mình đang mạnh khỏe, đang làm ăn, đang sinh sống bình thường, đột ngột nhận được tin con của mình, người thân yêu của mình đã ra đi. Ai có thể cầm được nước mắt trước hoàn cảnh này, trước hình ảnh vô cùng tang thương này? Cũng chỉ vì cuộc sống nơi quê nhà quá khó khăn, cũng chỉ vì muốn lo cho tương lai của gia đình và tương lai của mình, anh đã rời bỏ quê hương để sang Đài Loan làm ăn, sinh sống và lao động. Anh ra đi với bao nhiêu ước mơ, với bao nhiêu những dự định cho tương lai. Rồi đây, công việc sẽ ổn định hơn. Rồi đây, cuộc sống kinh tế của gia đình sẽ khấm khá lên. Gia đình sẽ được hạnh phúc hơn, ấm no hơn. Mọi người sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ hơn. Với biết bao nhiêu ước mong, một chàng trai 23 tuổi với đầy đủ sức khỏe và kiến thức, anh mong muốn được bay cao bay xa ra thế giới bên ngoài, để kiếm tìm công việc, để kiếm tìm kinh tế lo cho gia đình. Nào ngờ đâu, anh đang mạnh khỏe, đang sinh sống. Ấy thế mà chỉ qua một biến cố, anh trải qua một cơn đau bất ngờ.
thế là anh đã đột ngột ra đi. Và giờ đây thì tất cả mọi thứ đều phải dừng lại, tất cả mọi thứ đều phải dở dang, vì anh đã mãi mãi ra đi. Và anh ra đi rồi, anh mang theo cả những dự định, cả những ước muốn và cả những ước mong của anh. Anh ra đi để lại nỗi đau quá lớn, nỗi đau này không gì có thể bù đắp được. Anh ra đi làm cho tất cả mọi thứ đều phải dừng lại, ước mong, khát khao và những dự định của anh đều phải dừng lại. Sự sống của anh giờ đây đã không còn, tương lai cũng không còn, hy vọng của bố mẹ cũng không còn nữa rồi. Biết bao điều bố mẹ hy vọng, bố mẹ trông chờ vào con, giờ đây hy vọng lại trở thành thất vọng. Thật là một nỗi đau vô cùng lớn lao. Giờ đây thì bố mẹ đã mất con trai thật rồi. Những người thân yêu trong gia đình đã mất đi một người cháu, mất đi một người anh, một người em. Dòng họ mất đi một thành viên. Những người bà con trong xóm làng ai cũng ngỡ ngàng trước sự ra đi của anh. Giáo xứ, giáo họ được tin anh Giuse Nương Quang Huy đã đột ngột ra đi, mà cả giáo xứ ai cũng nhớ thương, ai cũng buồn, ai cũng cầu nguyện cho anh với những ước mong mọi sự sẽ qua đi một cách bình an. Không ngờ anh đã mãi mãi ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Vậy là giáo xứ đã mất đi một người tín hữu gần gũi thân quen. Xin mọi người chúng ta hãy cùng hiệp ý để cầu nguyện cho anh Giuse Nương Quang Huy. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được nên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Vượt qua nỗi đau mất mát, gia đình tang quyến chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin anh Giuse Lương Quang Huy sinh ngày 7 tháng 5 năm 2000, quê quán giáo họ Bà Thánh, giáo xứ đền Thánh Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu, xóm 7 Xuân Tiến, Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Anh đang sinh sống, làm việc và học tập bên Đài Loan. Anh chẳng may bị đột tử và anh đã về với Chúa vào hồi 20 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2022, tức ngày 23 tháng 9 năm Nhâm Dần. Anh hưởng dương 23 tuổi. Chương trình tang lễ anh Giuse Lương Quang Huy, nghi thức nhập quan và liêm phong quan hồi 10 giờ 30 phút ngày 6 tháng 11 năm 2022, tức ngày 13 tháng 10 năm Nhâm Dần. Nghi thức làm phép tang và lễ viếng được cử hành từ 15 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2022, tức ngày 13 tháng 10 năm Nhâm Dần. Thánh lễ an táng và nghi thức phó dâng được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ đền Thánh Kiên Lao hồi 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11 năm 2022, tức ngày 14 tháng 10 năm Nhâm Dần. Xin quý cộng đoàn chúng ta hãy cùng hiệp thông để dâng lời cầu nguyện cho anh Giuse Lương Quang Huy. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, chúng con xin dâng linh hồn Giuse trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ mọi nỗi lầm và xin Chúa sớm mở cửa thiên đàng để đón nhận linh hồn Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Kênh Công giáo Thái Bình xin được thay mặt cho toàn thể quý vị khán giả trong nước và ngoài nước, xin được gửi tới gia đình lời thành kính phân yêu, lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin Chúa an ủi, xin Chúa ban sự bình an cho gia đình tang quyến và xin Chúa ban thêm sức mạnh để gia đình tang quyến nhanh chóng được vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Và kênh Công giáo Thái Bình xin được chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm và theo dõi những video từ kênh Công giáo Thái Bình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.